Hello, kính chào chị em đầu tư. Rất vui đã được gặp lại anh chị em đầu tư trong một video clip thứ hai hàng tuần. Em sẽ làm một video clip ngắn về phân tích về thị trường và các mã cổ phiếu. Thì anh chị trước khi vào video anh chị nhớ like ủng hộ cho em Đại anh chị nhá. Em là Trọng Đại Ichimoku. Thị trường ngày hôm nay thì tương đối là khó chịu. Tuy nhiên thì anh em cũng đã dự liệu cái vấn đề này đâu đó vào hôm thứ năm, đúng không ạ? Hôm nay thì tạo một cái gap tăng rất là mạnh, nhưng mà cuối phiên thì anh cũng đã biết đó là rất là nhiều mã điều chỉnh và dòng tiền thì đã chạy đi đâu thì anh em cũng đã biết, đúng không ạ? Thì tôi sẽ phân tích lại cái điều này nó rõ hơn. Và ngày hôm nay thì anh em cũng bán khá là nhiều cổ phiếu, chị đã bán tương đối là nhiều cổ phiếu ở trong cái phiên ngày hôm nay. Buổi sáng ngày hôm nay thì đâu đó là anh em đã bán G36. Đấy, sáng nay anh em bán G36 đúng không ạ? Bán G36 rồi. Đấy, bán HAR, bán 1/2 này chiều nay. Đấy, và bán đất xanh, đất xanh cũng được bán hết rồi. Đấy, bán hết trong cái vùng ngắn hạn anh em cũng bán hết rồi. Và TIG thì hôm nay giá trần thì anh em vẫn giữ. À, TIG hôm nay anh em vẫn giữ 1/2, đã bán 1/2 trước đó. Đó. DL1 thì anh em vẫn giữ. DL1 anh em vẫn giữ. Đó, hôm nay cũng khá là nhiều. Đấy, sáng nay còn bán cả IDG. IDG bán lợi nhuận hai cái lệnh này trung bình là 50% trong room ngắn hạn. Hôm nay thì anh em bán khá là nhiều cổ phiếu ở phiên buổi sáng ngày hôm nay. Đó. Anh cũng như chia sẻ với anh chị em trong khoảng 2-3 hôm gần đây là cũng nói đi nói lại rất là nhiều và dòng tiền như thế nào thì anh em biết rồi. Hôm nay thì là tạo một cái gap tăng khá là mạnh và về sát cái vùng 1080, và cuối phiên chiều thì áp lực bán gia tăng và dòng tiền ở những cái mã lớn, đúng không? Những cái mã lớn là đây là cái danh mục của em này, và tí nữa sẽ sâu cho anh em. À, hôm nay thì VN50 tăng điểm khá là tốt vào phiên buổi sáng, nhưng mà cuối phiên chiều thì cái động lực tăng nó yếu dần, nhưng mà đóng nến của VN50 vẫn là giá xanh 4,46 điểm. Nhìn trên cái chỉ số này anh chị có thể nhìn thấy VN30 thì xanh, VN Index thì giảm nhẹ. Đấy, HNX 30 thì giảm sâu hơn, đúng không? Upcom cũng Upcom thì lại tăng, đúng không ạ? Nhìn chung thì dòng tiền hôm nay thì tập trung chủ yếu có cái sự luân chuyển những cái cổ phiếu mà vốn hóa nhỏ và vừa sang cổ phiếu vốn hóa lớn. Và những cái video này em đã chia sẻ với anh chị từ khá là lâu rồi, đúng không ạ? Cách đây khoảng 2-3 hôm đã nói với anh chị đó. Đây. Đấy, đúng không? Đây, xanh bán dần sập thì mua, đúng không ạ? Xanh bán dần sập thì mua. Đã chia sẻ với anh em rồi đấy, 3 ngày trước này, sau đó là tứ trụ xoay vần. Đấy, tứ trụ xoay vần cũng nói với anh em về cái quan điểm về mặt đồng tiền smart money. Đấy, dấu chân smart money cũng nói với anh em rồi, hay là khủng long thức giấc. Đấy, cái video ngắn chia sẻ với anh em về cái dòng tiền trong khoảng 2-3 phiên trở đây, tức là xuất phát từ cái hôm thứ năm đã thấy những cái dấu hiệu đó rồi. Đấy, và em làm những cái video ngắn và những phiên cuối tuần để anh em có thể quan sát được tín hiệu dòng tiền, và hiện tại thì nó đang cái tín hiệu hiện tại nó đang diễn ra tương đối là sát với cái dự liệu của anh em vậy đó. Ngày hôm nay thì VN Index thì như em vừa nói giảm nhỏ, nhưng mà cái số mã tăng và số mã giảm thì đang gần như bằng nhau, 196, 197. Nhưng mà ở đây mọi người có thể quan sát đến cái dòng tiền số mã tăng và số mã giảm. Đấy, nếu mà nhìn trên bề mặt bình diện nói chung thì là số mã tăng và số mã giảm bằng nhau, nhưng mà dòng tiền ở những cái mã giảm, tức là cái số lượng mã bán ra, thì cái dòng tiền có dấu hiệu thoát ra tương đối mạnh ở đây. Đấy. Hôm nay số mã tăng số mã giảm bằng nhau, nhưng mà dòng tiền ở những mã giảm thì lại gấp đôi, gần như gấp đôi dòng tiền ở những mã tăng. Đó là những cái dấu hiệu chốt lời ở trong ngắn hạn. Và nếu mà xét về mặt thanh khoản, trong ngày hôm nay là một cái phiên có thanh khoản tương đối là lớn, 13.000 tỷ với sàn HOSE, VN50 chiếm 5.000 tỷ, đúng không ạ? Là một cái phiên có thanh khoản lớn, dấu hiệu chốt lời trong ngắn hạn của những cái mã cổ phiếu vừa và nhỏ, và dòng tiền lại vẫn có cái dấu hiệu của nhóm VN50 tăng lên. Thanh khoản ở đây anh chị có thể thấy là VN50 5.400 tỷ mà toàn HOSE chỉ 13.600 tỷ, thì đâu đó cái tỷ lệ chung ở cái của cái tỷ lệ giữa VN30 và VNX HOSE là khoảng tầm 30%, VN50 chiếm 30% toàn HOSE, nhưng mà ngày hôm nay thì nó chiếm lớn hơn thì chứng tỏ dòng tiền tham gia cái nhóm này tương đối mạnh. Xét về mặt ngắn hạn thì cái tín hiệu này là cái tín hiệu là có thể là tích cực ở trong ngắn hạn, ngắn trung hạn.
Nhưng mà những cái mã cổ phiếu mà trong giai đoạn vừa qua em có chia sẻ với anh chị là cái dòng tiền tham gia mạnh ấy, nó có những cái dấu hiệu chốt lời trong một hai phiên ở đây là cái nhóm Midcap và nhóm Mini cũng chia sẻ với anh chị em rồi. Thì chị em nhá, tác động như đấy hôm nay thì tích cực thì có VIX này. VIX là buổi sáng ngày hôm nay thì tăng rất là tốt, có thời điểm nó tăng hơn 6%. Vinhome, Techcombank, MBB, Techcombank và MBB là tối ngày hôm qua em cũng chia sẻ với anh em là khả năng có cái dòng tiền quay trở lại, thì ngày hôm nay hai cái mã ngân hàng này đóng góp rất là lớn. VIB, OCB, VRE, TPBank về mặt tiêu cực thì có Vietcombank, GVR, HPG, CTG, Vinamilk, VGC, GAT, BID. Nước ngoài thì ngày hôm nay có một phiên bán tương đối mạnh, bán khá nhiều, 300 tỷ, 376 tỷ. CTG, Vinamilk, VPBank, STB mua vào thì VIX, VRE, Vinhome mua bao nhiêu Vin luôn. Tự doanh ngày hôm nay thì cũng vẫn là một cái phiên mua bán khá là cân bằng. Họ hành động không rõ ràng sau đó tầm 5-6 phiên trở đây. Và cái này là cái, em xin lỗi nhé, tự doanh thì cái này hôm nay chưa có dữ liệu nhé, xin lỗi. Tự doanh là cái phiên của hôm thứ 6. Buổi tối này không có, thanh khoản ngày hôm nay là thanh khoản tương đối là cao, đúng không ạ? Hôm nay là 813 triệu đơn vị so với phiên ngày hôm trước. Phiên ngày hôm trước là một phiên, hai phiên trước là một cái phiên thanh khoản cao là 700 triệu, nhưng mà ngày hôm nay là đâu đó 800 triệu. Điều đó là khá là lâu rồi vì có một cái phiên mà tiệm cận cái vùng 1 tỷ đơn vị, tiệm cận khá là gần. Chúng ta nhìn lại một chút về cái đồ thị nhé, đồ thị của VN-Index thì chúng ta thấy được cái nhịp này nó như thế nào nhé. Cho những ai chưa biết, thực ra là cái này em đã dự liệu được từ cái đây khoảng 2 phiên. Anh chị nào xem live stream của em vào phiên cuối tuần và những cái buổi live stream tối ngày hôm qua này, là tối ngày hôm kia, em đã nói khá là kỹ về vấn đề này. Ngày hôm nay là một cái phiên thanh khoản lớn, đúng không ạ? Thanh khoản lớn. Anh chị nhận thấy một cái điều ở đây. Để em chuyển sang cái này đi, nhìn cho nó dễ. Nó lớn hơn nhé. Chúng ta cũng xóa hết những cái đường này đi. Không cần, chỉ cần volume thôi. MA, MA không cần đâu. Đây. Nếu mà nhìn như này. Anh chị có thể thấy, nhận thấy điều gì không ạ? Từ cái thời điểm giai đoạn này trở đi, cứ những cái thời điểm mà giá tiệm cận những cái vùng giá cao mà thanh khoản lớn, trực chờ ai cũng nói về cái việc là thị trường có thể quay trở lại một trạng thái uptrend, thì lúc đó thì áp lực bán lại gia tăng. Anh chị thấy không? Những cái vùng đây, những cái vùng này. Đấy, cái vùng này. Rồi sau đó là vùng này, trước đó thì vùng này và cái vùng này. Mà bây giờ đến cái vùng này. Đấy, cứ thanh khoản gia tăng lên, ai cũng nói là dòng tiền quay trở lại mạnh, nhưng mà cái áp lực nó lại gia tăng lên. Hôm nay là vào phiên sáng có một cái gap đâu đó khoảng tầm 9-10 điểm, tăng rất là mạnh. Nhiều anh chị cứ ngỡ là thị trường có thể bật lên luôn, được vượt được cái vùng 1080-1085, nhưng mà nó chỉ tiệm cận quanh cái vùng 1076-1077 là áp lực bán lại gia tăng. Và với một cây nến đỏ như thế này và thanh khoản lớn như này thì cái áp lực này khả năng còn diễn ra thêm vài phiên nữa. Và trong cách đây khoảng 2 hôm em đã chia sẻ với anh em là cái nhóm mà chúng ta tức là cái đội của em và em chia sẻ với anh em trên livestream ấy, là đã mua là cái nhóm Midcap và Penny trong giai đoạn vừa qua, thì anh em hạ thì trọng dần từ cái hôm thứ năm và thứ sáu ngày hôm nay thì em đều báo anh em là cứ tăng lên là anh em bán dần. Và rất nhiều anh em trong team đã có một cái sự chủ động, không bất ngờ bị động ở cái nhịp này, đó là khả năng kéo lên quanh cái vùng 107x đến 108x là tối đa, có thể là có nhịp T cộng và chúng ta bán ở cái nhịp T cộng này. Còn những ai mà mua ở những cái vị thế tốt ở trong giai đoạn vừa qua thì chúng ta vẫn có thể nắm giữ về mặt trung dài hạn những cái cổ phiếu mà đã lợi nhuận đâu đó được 15, 20, thậm chí là 30%. Ví dụ như đây TG anh em mua được 25%, room T cộng bán hôm 12 tháng 5 bán lợi nhuận 15%, à 25%. Đó, ngay là ngày hôm nay đây anh em bán G36 trên room Zalo. Đấy, hoặc là trên live stream sáng nay cũng hô anh em là có G36 bán bớt một phần. Hôm nay anh em bán được giá cao nhất ngày hôm nay là giá 9.1, lợi nhuận lúc đó là 21%. Đó, phần còn lại chúng ta vẫn tiếp tục hô. Hay là đất xanh hôm nay anh em cũng bán hết, lợi nhuận 15%. Anh em nhá. HAR ngày hôm nay anh em cũng bán. Đó, cũng bán, buổi chiều ngày nay cũng bán. Đâu đó là bán 1/2 thôi, lợi nhuận 15%. Đó, rất nhiều nhá anh em nhá. Đấy, hay là hôm nay thì có một cổ phiếu là LIG nó vẫn có trần. Đấy, hôm nay thì mặc dù là cái lực bán gia tăng cái nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ, nhưng mà LIG của anh em vẫn trần, LIG vẫn trần và DL1 của anh em cũng vẫn trần.
Đó, LIG và DL1 hôm nay anh em vẫn hold, chưa bán. Vì cái sức mạnh của nó vẫn đang rất là tốt nhá. Những cái cổ phiếu mà TVB, TVC buổi sáng ngày hôm nay cũng báo ở trên trên livestream là anh em bán bớt, và hôm nay anh em cũng báo ở trên khách hàng là bán bớt các bạn này. Đó. Hạ tỷ trọng mã dần, và TVC nó cũng đã có cái nhịp tăng rất là mạnh ở trong nhịp ngắn hạn rồi. Đâu đó là gần ba cây trần sáng ngày hôm nay là rất là mạnh ở trên này để báo anh em là bán bớt, đúng không? Bán bớt một phần ở trên cái vùng cao này, bán 1/2 thì đâu đó cũng đã được. Cái này là đo hôm qua là 25% rồi, nếu mà hôm nay anh em bán được cái vùng chỗ này nó thì cứ tính nửa đến sáng nay 32%. Kinh khủng đúng không ạ? 32%, đâu đó là T5 T6, một cái nhịp lợi nhuận rất là cao, đâu đó là đáng mơ ước của rất nhiều nhà tư. Đó là rung khách hàng của em Đại anh chị em nhá. Mọi người liên hệ kết nối với em Đại cho số điện thoại trên màn hình để chúng ta có thể hợp tác với nhau trong giai đoạn tới. Welcome anh chị nhá. Hôm nay là cũng một cái phiên cũng tương đối là cảm xúc, nhưng mà mọi sự đã được dự liệu trước và cũng chia sẻ với anh em rồi, đúng không ạ? Những cái video này giai đoạn trước thì hôi anh em bắt, đúng không? Giai đoạn trước hôi anh em bắt quá trời luôn, 3 tuần trước, 2 tuần trước đấy là hôi anh em bắt này. Đấy, cơ hội săn penny các thứ đây, đúng không? Đấy, cơ hội 2 năm có 1 bắt T cộng. Đấy, nhưng mà những cái phiên gần đây thì em đã chia sẻ với anh em là xanh bán dần 3 ngày trước, xanh bán dần sập thì mua, đúng không? Ươm mầm siêu cổ phiếu, đây là cái cổ phiếu chung dài hạn. Đấy, anh em phân tích khá là kỹ về cái cơ hội chung dài hạn của những cổ phiếu này, nhưng mà ngắn hạn thì chúng ta hành động nó lại phải khác. Đấy, tứ trụ xoay vần, dòng tiền xuất hiện mạnh ở những cái cổ phiếu đâu đó là Vietcombank, SNI, HPG và Vinhome cách đây khoảng 2 phiên, đó cũng có những cái dấu hiệu nhất định về dòng tiền tham gia những cổ phiếu lớn và những cái cổ phiếu nhỏ. Tí nữa em sẽ phân tích cái chart của những cái nhóm cổ phiếu nhỏ để chúng ta có thể thấy được cái vị thế của nó hôm nay như thế nào. Smart Money, đó, dấu chân Smart Money là khủng long thức giấc những cổ phiếu tham gia vốn hóa lớn ở trong giai đoạn ở đây. Đó là VN-Index chính ạ. VN-Index thì đầu tiên về mặt dòng tiền xuất hiện cây nến thanh khoản cao thì cái áp lực bán càng gia tăng. Còn xét về Ichimoku, xét về Ichimoku thì ngày hôm nay cái động lực tăng của nó vẫn tương đối tốt, tuy nhiên nó lại tiệm cận một cái vùng có thanh khoản lớn giai đoạn trước và cái áp lực bán tiếp tục gia tăng ở giai đoạn trước, thì ngày hôm nay cái áp lực bán tiếp tục gia tăng. Buổi sáng ngày hôm nay có chia sẻ với anh em đó là cái khả năng rất là cao là VN-Index ít nhất là phải quay trở lại lớp gáp, thì bây giờ nó đã gần như lớp gáp rồi. Buổi sáng ngày hôm nay chia sẻ với anh em cái mũi tên vẽ buổi sáng này, đúng không ạ? Anh em là xem livestream buổi sáng thì nắm được cái hình ảnh này, là báo anh em bán bớt và chờ đợi những tín hiệu tích cực trở lại thì chúng ta mới mua lại. Thì ngày hôm nay nó gần như là lớp gáp lại buổi sáng rồi, thực ra là lớp gáp rồi, đúng không? Giá đỏ rồi bạn, đúng không ạ? Anh em nhé, đây H1 cũng như vậy đấy. Buổi sáng hôm nay có nói về cái trạng thái khách sạn, đúng không? Nói với anh em đấy, thì nó về nó cũng lấp cái khách sạn rồi. Vị thế ngắn hạn về cái vị thế nắm giữ thì bây giờ vị thế của anh em đâu đó là cái lợi nhuận nó vẫn còn cao ấy, lợi nhuận của anh em cao mà đánh tê cộng thì kéo lên anh em vẫn có thể hạ được. Còn cái vị thế mà anh em mới bắt ở những cái vùng hỗ trợ thì anh em vẫn có thể nắm giữ tùy những trạng thái cổ phiếu. Đấy, em có chia sẻ ở đây thì là cái chia sẻ chung về mặt thị trường, vị thế của anh em tốt. Ví dụ như hôm nay anh em trong team nắm được cái mã như DL1 đấy, nó vẫn khá là đẹp đấy, thì anh em vẫn giữ, đúng không ạ? Vẫn giữ. Hay là cổ phiếu TLIG nó trần, đúng không? Nó rất mạnh, nó trần thì anh em vẫn giữ. Còn những cổ phiếu mà đã tăng mạnh và có những nhịp dấu hiệu điều chỉnh như TBC đã tăng hơn 30% trong cái nhịp T3, T4 thì anh em canh bán bớt. Đó, tùy vị thế của cổ phiếu và nhìn chung vào trong giai đoạn này thì em chia sẻ với anh em là cũng nên hạ tỷ trọng những cổ phiếu mà đã lợi nhuận cao và chờ đợi những cái nhịp điều chỉnh và chúng ta canh mua lại. Đó là cái lời khuyên nó rất là hữu ích nhá, rất là hữu ích trong khoảng 3 phiên trở đây em có chia sẻ cái điều đó rồi. Ok ạ. À, đó là VN-Index của chúng ta nhá. Hiện tại VN-Index nó còn một cái vùng hỗ trợ khác là quanh cái vùng 1055, 1056. Cái vùng hỗ trợ này thì khả năng nó sẽ mạnh hơn. Và nếu mà ngày mai nó tiệm cận cái vùng này mà xuất hiện những cái lực cầu thì lúc đó anh em không nên bán nữa. Ví dụ ngày mai nó chỉnh từ 1065 mà nó chỉnh về cái vùng 1057, 1058, đấy, thậm chí cả 1060 và cái lực bán nó yếu dần thì lúc đó anh em lại không nên bán nữa. Đấy, chờ đợi nó phản ứng ở cái vùng này như thế nào. Còn nếu mà nó thủng qua cái vùng này thì khả năng nó lại test lại cái vùng giá thấp hơn. Thì ngày mai cái vùng hỗ trợ mà chúng ta quan sát đó là cái vùng là vùng 1058, 1060. Chúng ta quan sát, chờ đợi những tín hiệu ở cái vùng này. Cái vùng này thì trước đó nó cũng tích lũy đâu đó khoảng tầm 2 phiên
Đấy, cũng đi ngang với cái thanh khoản khá là lớn. Cái áp lực thì cũng gia tăng ở cái giai đoạn trước đó, nhưng mà sau đó có một cây nến thanh khoản rất là tốt. Đó. Nên là chúng ta chờ đợi cái vùng hỗ trợ này nó phản ứng như nào thì lúc đó chúng ta hành động tiếp. Cái vị thế mà những cổ phiếu mà anh chị đang nắm, nếu mà lợi nhuận đã cao, ngày mai nếu tiếp tục hồi phục thì anh chị tiếp tục hạ thì chậm. Ai chưa hạ thì chậm thì hạ thì chậm. Ai hạ thì chậm rồi thì chờ đợi kênh mua lại những cổ phiếu mà anh chị đã bán. Đó. Cái vị thế nhịp này thì cũng nói rất là kỹ hai phiên trở đây, thì ngày hôm nay cái thời lượng của cái video này nó không được dài nên là em cũng chỉ nói sơ qua được cái vị thế chung thôi. Và những cái cổ phiếu mà anh chị quan tâm ấy, thì anh chị có thể để lại ở phần bình luận. Đây là cái video mà em thu để em phát lên thôi anh chị em nhé. Quay trở lại một chút về hai cái nhóm ngành, hai cái nhóm mã cổ phiếu cái vốn hóa vừa và nhỏ cho đoạn vừa qua. Mấy hôm gần đây thì em có phân tích hai cái nhóm này đúng không ạ? Đó, đầu tiên là nhóm midcap. Đấy, hôm trước có nói rất kỹ về cái RSI này đúng không anh em? Đấy, nói rất kỹ về cái RSI này rồi. Đấy, báo anh em là nó đã có những cái signal nó xấu rồi. Đấy, hôm nay thì như thế này là nó phân kỳ ở trên khung H1 rồi anh em nhé. Hôm qua có nói về cái tín hiệu này rồi, nó kéo lên mà nó tạo phân kỳ là khả năng nó sẽ chỉnh khá là mạnh đấy. Hôm qua tối hôm qua có nói rất kỹ rồi, thì ngày hôm nay là như vậy, chính xác đã xảy ra như vậy nhá. Và phân kỳ như này là phân kỳ khá mạnh và khả năng nó sẽ có một nhịp chỉnh cũng là khoảng tầm T5 T7 đấy, cũng không phải ít đâu anh em nhé. Đây là mid cap trên khung H1. Sau đó là đến small cap. Đấy, small cap cũng như vậy đúng không anh em? Nói rất kỹ là cái vùng này rồi, cái vùng này là cũng nói anh em từ hôm thứ năm cơ, không phải bây giờ mới nói nhá. Anh em là xem livestream của em thì em nói rất kỹ rồi nhá, rất kỹ rồi, giải thích như thế nào rồi. Đây, đây là cái vùng cản của nó. Thứ hai thì nó tăng một nhịp khá mạnh. Thứ ba là RSI đã về cái vùng quá mua đúng không? Về vùng quá mua và trực chờ tạo tín hiệu phân kỳ. Đấy, hôm trước có nói như vậy thì hôm nay đã xác nhận rồi. Xác nhận phân kỳ không H1 từ cái đến 1 giờ đến 2 giờ và cây nến từ 3 giờ, từ 2 giờ đến 3 giờ thì đã giảm rất là sâu và đóng nến gần như là giá thấp nhất ngày. Mid cap cũng vậy, đóng nến gần như thấp nhất ngày và có thể là thủng cả cái vùng hỗ trợ này luôn. Đây là một cái dấu hiệu ngắn hạn là có thể có một nhịp điều chỉnh. Tuy nhiên thì về mặt trung dài hạn, những cái cổ phiếu này vẫn là cái cơ hội. Nếu mà chị xét về mặt daily thì đây vẫn là những cái bước giá đầu tiên của cái nhóm này. Về mặt trung dài hạn là cái cơ hội nó vẫn còn tương đối sáng, nên là cái nhịp điều chỉnh này ai chưa có hàng thì chờ đợi những tín hiệu, chờ đợi tín hiệu nó lấy lại cái vùng cân bằng thì chúng ta có thể quan sát. Ở đây chúng ta quan sát cái vùng cân bằng của cái nhóm midcap và penny, đâu đó về mặt thời gian thì tính trên công H1 để em tính là theo mình đâu đó là tầm khoảng tầm 3 đến 4 phiên nữa, 3 đến 4 phiên nữa là cơ hội cho những ai chưa có hàng có thể có một cái nhịp T cộng mới. Anh chị nào cần chia sẻ những cái mã, những cái lead mà chúng ta có thể quan sát được, quan tâm trong cái giai đoạn sắp tới, anh em chưa nắm được cái mã đẹp trong giai đoạn vừa qua mà em chia sẻ với anh em thì anh em có thể liên hệ với em lại số điện thoại trên màn hình chị em nhé. Đây, để có được những cái lead danh mục cực kỳ là tuyệt vời này, anh em chốt liên tục rồi nhá. Nhịp trước anh em cũng đã chốt rồi, đã chốt một phần trước rồi. Đây, đấy, anh em đã chốt bán HII này, bán SBS, bán từ hôm đây mùng 8 tháng 5 em đã bán rồi nhá. Bán HII này, HAR này, HAR chưa bán, HAR hôm nay mới bán. Bán LAT này đúng không? Bán GIL này, bán TIG này đúng không? Đó, còn hôm nay là bán cũng thêm một số mã nữa. Đấy. Đấy, hôm nay là bán thêm G36 này, bán hết đất xanh này. Đúng không? Đấy. Bán G36, bán đất xanh này. DL1 thì vẫn ngon anh em không bán này. Hay là TIG vẫn ngon anh em không bán này, hãy bán là IDG này đúng không ạ? Đó anh chị em nhá, hôm nay là chủ đạo là bán thôi, chả mua cái mã nào cả, cũng chia sẻ với anh em rồi. Đấy, bán TIG bán hôm trước rồi này đúng không? Đó, bán rất nhiều nhá. Đấy, anh em nào cần cái lệnh mua bán như thế này, cụ thể như thế này thì anh em có thể liên hệ với em lại để em lại add anh chị vào room đúng không? Đấy, rất là tuyệt vời đúng không? Đấy, nói anh em này, tuần trước nhặt ít hàng ngon, tuần này lại chạy bon bon chốt dần đúng không? Đó, hôm trước còn làm một câu thơ này, làm câu thơ với anh em luôn này. Cái này thì cũng nói là tuần trước thôi, thực ra nó đến cả tuần này. Tuần này là hôm nay là một cái phiên là anh em gần như là chốt hết cái nhịp T cộng. T cộng chốt thì không chốt hết đâu, tức là chốt hầu hết các mã, còn tỷ trọng từng mã thì anh em chỉ chốt tầm 1 phần 2 đến 2 phần 3 thôi. Đấy, còn canh mua lại cái lượng đó. Nhìn chung là lợi nhuận trong cái nhịp này đâu đó còn tầm 15, có những mã đột biến lên tầm 30% như là TBC.
hay là G36 21% hay là TIG 25%. Đó anh em nhá. Đây là anh em welcome anh em vào room của em Đại. Em Đại sẽ hỗ trợ anh chị trong giai đoạn sắp tới. Cái cơ hội nó vẫn còn khá là sáng. Ok, đó là Midcap và Penny anh chị em nhá. Và chúng ta cùng tiếp tục cái buổi ngày hôm nay, chúng ta sẽ lọc xem là hôm nay là thanh khoản bắt đầu gia tăng ở những cái nhóm cổ phiếu nào anh chị nhá. Đấy, thì hôm nay khả năng rất là cao là những cái nhóm có vốn hóa lớn hơn. Đấy, chúng ta đi từ trên xuống dưới. Đó là ABB, em có nhắc anh em trong giai đoạn vừa qua đúng không? LIG thì em vừa nói rồi. DLH, DLH cũng nói qua. Đức Long Gia Lai tiếp tục tím. DL1 thì em vừa nói rồi. HAR, FCN anh em cũng nói rồi đúng không? FCN anh em rồi. HBC, nhóm ngân hàng thì bắt đầu xuất hiện có VIB, thanh khoản gia tăng lên. Đó. CTG có thanh khoản gia tăng lên. G36 thì em vừa nói lúc nãy rồi. Techcombank có thanh khoản gia tăng lên, đúng không ạ? Thanh khoản gia tăng lên. Trung bình vượt trung bình 20 phiên là 129%. Đó. VHG em cũng nói lên rồi. BSR, MBG, CRE đấy, ở dưới này có xuất hiện là ACB, đúng không ạ? Nam Kim Hoa Sen. GVR là được bán. TIG, đấy. TIG thì anh em bán cái này 2 hôm rồi, 2-3 hôm rồi, bán 1/2 là còn lại thì kệ nó thôi. Đó. Với trung bình 20 phiên thì đâu đó là chỉ có một vài cổ phiếu ngân hàng. Chúng ta cùng xem là top 5 ngày tới. 5 ngày vừa qua thì những ông nào có thanh khoản lớn ở đây xuất hiện có nhiều hơn rồi đúng không? TV Bank, đấy, chúng ta để 5 ngày thì cái lượng cái cổ phiếu này nó sẽ sát hơn. TV Bank một mã nhóm ngân hàng, ABB ngân hàng, VIC ngân hàng, OCB ngân hàng, Techcombank ngân hàng. Đây, OGC hôm vừa rồi em có nói anh em, MBB ngân hàng, VIB ngân hàng, ACB ngân hàng, STB ngân hàng, HD Bank. Đúng không? Đúng không anh em? Đó, VP Bank. Đó, Vinhome, đúng không ạ? Nếu mà để 5 phiên trở đây có thanh khoản đột biến so với những cái phiên trước đó thì những cái cổ phiếu ngân hàng đang có những cái dấu hiệu thanh khoản gia tăng lên và điểm số như này là cũng gia tăng tương đối tốt, anh chị thấy không? Đó, EIB này cũng tương đối tốt này, CTG này, CTG này cũng mặc dù là chỉnh điểm nhưng mà là cái áp lực nó bớt gia tăng. Đó. HBC thì không nói rồi, HBC thì đang ở dưới chui lên. STB, đấy, ACB, VIB, MBB, Techcombank, OCB, VIC, ABB, đấy là TV Bank. Đó, những cái cổ phiếu mà giai đoạn này nó đang có cái dấu hiệu có cái dòng tiền nó luân chuyển sang đây. Đúng không ạ? Dòng tiền luân chuyển sang, nhìn trên VN30 thì mọi người cũng có thể thấy điều đó, đúng không? Nhìn trên VN30 thì nhìn một cách tổng quan là như vậy. Đấy, dòng tiền tham gia tốt 5.000 tỷ so với 13.600 tỷ và cái tỷ lệ nó gia tăng. Nhưng mà xét về mặt từng mã đó, đọc ra được. Đây là cái trạng thái lọc của Fian, nó miễn phí anh em nhé. Anh em tham khảo cái này nhé, miễn phí, hoàn toàn miễn phí thôi, để những cái này này. Đấy, muốn ngắn thì anh xem 5 ngày thôi, muốn xem dài thì xem 20 ngày, 15 ngày, 45 ngày. Nhưng mà em hay để chúng ta xem cái vận động T cộng này, anh chị em xem ngắn thôi, 20 phiên, 10 phiên, 5 phiên thôi nhá anh em nhé. Đó. Đó, thì hôm nay thì cũng không có nhiều cái mã ngon chia sẻ với anh em. Hôm qua thì có chia sẻ một vài mã, nhưng mà MBB này, hôm qua có chia sẻ về MBB này, đúng không? Hay là Techcombank này. Đấy. Còn sáng nay thì không chia sẻ nhiều. EIB, đấy, ba sáng nay chia sẻ ba mã. EIB thì đang có một cái thanh khoản nó rất là thấp, cái cơ hội nó tạo đáy ở vùng này là tương đối cao, nên anh em mua gom nhé, mua gom. Còn MBB và Techcombank thì nó vào form tốt hơn, nó có dấu hiệu gia tăng rõ ràng hơn rồi. Rõ ràng hơn thì nó sẽ cắt lỗ xa hơn nhé, tùy anh em thôi. Buổi tối hôm qua chia sẻ với anh em về con VC2. Đấy, thì hôm nay thì nó cũng không chỉnh. VC2 là 9.4, thì bây giờ hôm nay nó chỉ có cái thời điểm nó ở đâu đó là cũng 9.4, có giá 9.4, anh em vẫn nhặt được. Hôm nay 9.4, đấy, nó không chỉnh đâu, nó mới ở nhú đi lên thôi. Hôm qua chia sẻ anh em giá 9.4 đúng không? 9.4 hay là C47. C47 thì hôm nay không có điểm mua. Hôm qua C47 báo anh em là giá 8. Đúng không ạ? Giá 8.
Đó anh em nhé, tối hôm qua thì chỉ có mỗi VC2 khớp này, VC2 là khớp được. Rồi là MBB thì cũng có thể mua, buổi sáng thì cũng là mua tạm tạm. À, đấy, buổi sáng thì cũng mua tạm tạm nếu mua được. Hay là Techcombank. Đấy, Techcombank hay là EIB, EIB. Đó. Em nhá, mọi người quan tâm với cái mã ngân hàng này. Nếu mà ngày mai thì khả năng cái nhóm MBB và Techcombank thì mua thì hơi chậm, còn EIB thì vẫn mua được. Còn cái VC2 thực ra vẫn mua được nhá. VC2 anh em vẫn có thể mua được. Đấy, loanh quanh cái vùng giá 9.4, thực ra hôm nay là 9.4 là anh em nào đặt là khớp đấy. À, nó có giá thấp nhất ngày hôm nay là lốt đúng là 9.4 luôn. Đấy, anh em đặt sớm buổi sáng đấy, thì là con nó vẫn khớp nhé. Ok, con VC2 này vẫn mua được, 9.3, 9.4 vẫn mua được. Đấy. Có nói với anh em rồi là những cái mã mà cái nhịp vừa giờ nó chạy mạnh thì anh em không mua nữa. Còn những cái mã mà nó mới có dấu hiệu gia tăng thanh khoản và đang ở cái vùng rất là thấp này thì anh em vẫn có thể mua được nhé. Cái số lượng mã này nó không còn nhiều nữa đâu. Đấy, trước đó thì có làm cái video về cái trạng thái như thế này rồi, nên là anh em phải nhanh nhạy thôi, không có cách nào nữa. Để không mất cơ hội thì anh em có thể kết nối với em lại, hay là room khách hàng của team ở trong chung dài hạn đây. Những cái mã cổ phiếu cũng có cái lợi nhuận nó rất là tích cực này, đúng không ạ? Ví dụ như ở đây, ngắn hạn thì có những cổ phiếu như DL1 này cũng có này, đúng không? Hay là SMC 20%, đúng không ạ? Đó. Vậy C4G, đúng không? Đó. Trung dài hạn thì có những cổ phiếu như là DIG, CTD, những siêu cổ phiếu trong giai đoạn vừa qua, hay là dài hạn thì lại có VCI, VND, rất nhiều cổ phiếu anh em nhá. Đấy, mọi người kết nối sớm hiện tại, em lại add anh chị vào room và cái cơ hội nó vẫn còn rất là nhiều. Cái nhịp tăng vừa giờ là chỉ là nhịp đầu tiên, và cái nhịp điều chỉnh này đâu đó khoảng tầm 3 đến 5 phiên nữa thì chúng ta lại có một cái lượt, một cái lớp cổ phiếu mới về cái vùng hỗ trợ mạnh để chúng ta có thể vẫn tiếp tục chơi được. Anh chị em kết nối sớm nhé. Ok, mọi người nhớ để lại vài giây để like ủng hộ cho em lại nhé, subscribe kênh và đặt nút chuông thông báo. Anh chị nào cần những cái mã hỗ trợ thì có thể kết nối trực tiếp em lại theo số điện thoại hoặc là để lại bình luận anh chị em nhé. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.